Thưa quý vị, những năm trở lại đây, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, khiến các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Vì vậy mà nhiều phòng khám tư với cơ sở hiện đại, gần nhà, dịch vụ y tế tốt, bác sĩ tận tâm trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi tại một phòng khám đa khoa uy tín tại tỉnh Thanh Hóa. Tại khu vực phòng chờ của phòng khám này luôn có rất nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, tất cả bệnh nhân khi đến đây đều được làm thủ tục vô cùng nhanh chóng. Quá trình thăm khám, lấy kết quả cũng diễn ra suôn sẻ mà không phải mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Đây chính là phòng khám đa khoa Quang Hoa, một địa điểm khám chữa bệnh uy tín được rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao. Hôm nay tôi đến phòng khám Quang Hoa, tôi rất ấn tượng về cái sự tiếp đón rất là niềm nở, nhiệt tình, ân cần, chu đáo của đội ngũ cán bộ y tế ở đây. Không gian ở đây là thật thoáng mát, vệ sinh là sạch sẽ. Bên cạnh đó là cái trang thiết bị y tế ở đây rất là hiện đại. Sau những cái lần thăm khám được sự chỉ định của y bác sĩ về cái điều trị, thì qua những cái lần điều trị như vậy thì cảm thấy là cái bệnh tình của tôi có cái chiều hướng là giảm dần. Tất cả là tôi thấy tốt và tôi tin tưởng nhất. Hơn các cái bệnh viện khác tôi đi cũng nhiều rồi, mà đây là tôi vẫn là nói mến bác sĩ Quang Hoa vì bác có tâm, có tình. Đó, đến nay cũng khỏi được nhiều bệnh lắm. Tọa lạc tại số 82, phố Môi, thành phố Thanh Hóa, phòng khám đa khoa Quang Hoa được biết đến là một trong những cơ sở khám chữa bệnh hiện đại bậc nhất tại khu vực, với dịch vụ y tế chuyên nghiệp và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Hiện tại, phòng khám đã xây dựng rất nhiều chuyên khoa khám chữa bệnh khác nhau, trong đó đặc biệt phải kể đến các lĩnh vực nội tổng hợp như cơ xương khớp, tiêu hóa, tim mạch, hô hấp và lĩnh vực ngoại khoa như tiểu phẫu bóc các khối u, hạch, xơ, mỡ, u bá đậu, tư vấn điều trị tuyến giáp. Ngoài ra, các hoạt động tại phòng khám còn có khám sức khỏe định kỳ, chụp cắt lớp vi tính sọ não, phổi, ổ bụng, siêu âm 5D trên thiết bị công nghệ cao của Hàn Quốc, làm xét nghiệm, nội soi, sàng lọc phát hiện sớm các bệnh ung thư. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh đầu tư về con người và cơ sở vật chất, trang bị, công nghệ. Thứ nhất là chúng tôi sẽ cử các bác sĩ đi tham dự các khóa đào tạo liên tục, nâng cao, tham dự các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế. Thứ hai là chúng tôi sẽ mời các chuyên gia, các bác sĩ giỏi từ các bệnh viện trung ương Hà Nội về khám điều trị vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Thứ ba là chúng tôi sẽ mua sắm, đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại. Thứ tư là chúng tôi sẽ cập nhật những công nghệ mới, tiến bộ mới và công nghệ số để phục vụ cho chẩn đoán điều trị tốt hơn. Hiện tại, phòng khám đa khoa Quang Hoa đang sở hữu 15 phòng khám chữa bệnh với nhiều chuyên khoa khác nhau, thiết bị khám chữa bệnh hiện đại kết hợp với sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa giỏi có vốn kinh nghiệm thực tiễn cao tại đây, chắc chắn sẽ giúp cho nhiều người dân tại thành phố Thanh Hóa chăm sóc sức khỏe tốt hơn với mức chi phí phải chăng mà không phải đi lại quá xa.